Xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện cái assignment của môn quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server. Mã môn học của mình là COM 2034 nha. Thì cái nội dung của cái bài hướng dẫn hôm nay của cô thì của cái môn SQL Server chúng ta có hai phần. Phần 1 là mình đi thiết kế cái cơ sở dữ liệu quản lý nhà trọ. Phần 2 là mình thực hiện các cái cái code để chúng ta lập trình trên TSQL à, uh, xử lý các cái yêu cầu xử lý nghiệp vụ và mình sẽ dùng store procedure function view và trigger để chúng ta thực hiện thì video hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, xử lý giải quyết những cái yêu cầu trong giai đoạn 1 tức là chúng ta đi thiết kế xây dựng một cái cơ sở dữ liệu quản lý nhà trọ thì cái yêu cầu của cái bài assignment của mình là chúng ta xây dựng một cái cơ sở dữ liệu để hỗ trợ một cái website nho nhỏ quản lý nhà trọ à, thông tin thì có cung cấp cho chúng ta các cái nội dung cần quản lý à, ví dụ như ở đây là quản lý à, các cái thông tin nhà trọ à, quản lý những cái đối tượng trong cái hệ thống của mình à, đó là những người có thể đăng tin những người có thể comment đánh giá chất lượng à, thông tin các nhà trọ thông tin người dùng thông tin bản đánh giá À, và yêu cầu ở giai đoạn 1 là chúng ta sẽ đi thiết kế cài đặt cái cơ sở dữ liệu trên môi trường hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. À, thiết kế cái cơ sở dữ liệu các cái bảng, các cái ràng buộc, các cái liên kết và chúng ta có cái bộ dữ liệu mẫu để chúng ta chuẩn bị cái nguồn tài nguyên mà chúng ta thực hiện các cái yêu cầu chức xử lý chức năng ở giai đoạn 2. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể xem là mình sẽ dựa trên cái mô tả của bài toán mình thiết kế cái lược đồ, mình xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình như thế nào. Thì cô có gửi cho chúng ta một cái mẫu à, một cái mẫu template của cái môn COM 2034 để chúng ta viết báo cáo à, cho cái bài assignment. mình à, xây dựng cái cơ sở quản lý cơ sở dữ liệu quản lý nhà trọ ờ thì ở đây chúng ta sẽ điền thêm cái thông tin mã sinh viên mã lớp của mình ha ờ có sẵn cái mục lục cho chúng ta gồm những cái nội dung cần trình bày trong cái báo cáo của mình là cái gì rồi thì khi các bạn làm tới cái phần nào á thì chúng ta sẽ control click đến cái phần đó ví dụ bây giờ mình sẽ thực hiện cái yêu cầu thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu à, thì ở đây cô cho cái phần này nó mở đi để em hiểu chỗ này là cái gợi ý là ở đây mình sẽ đưa vô những cái thông tin gì À, mình đưa vô lượt đồ, mình đưa vô những cái thiết kế Rồi phía dưới này nó là dữ liệu mẫu Thì khi em trình bày em bỏ cái phần này đi Bỏ những cái phần gợi ý này đi và mình đưa cái nội dung thiết kế của mình vô đây Được không ạ? À, và mình sẽ giải quyết cái yêu cầu 1, yêu cầu 2 Trong cái giai đoạn 1 của mình Thì cụ thể à, cô sẽ hướng dẫn chi tiết một chút Cho cái vấn đề chúng ta đi à, xây dựng lại cái cơ sở dữ liệu trên cái mô tả của cái bài toán à, đã được mô tả trong cái assignment của mình à, đề tài yêu cầu chúng ta xây dựng một cái cơ sở dữ liệu à, quản lý các cái thông tin nhà trọ và ở đây thì mình sẽ thực hiện nó trên các cái thông tin à, để lấy cụ thể trong các cái quận nội thành của thành phố hồ chí minh ha thì hệ thống của mình cần quản lý gồm thông tin các cái nhà trọ các cái thành viên của hệ thống. Thành viên ở đây có thể là đăng tin, có thể là đánh giá nhà trọ. Các cái nhà trọ tham gia vào cái hệ thống uh, cho thuê và các cái thông tin đánh giá của thành viên với nhà trọ. Thì các bảng mà chúng ta cần quản lý. Thì từ cái bài toán và từ cái hỗ trợ của cái đề bài, mô tả thì chúng ta có bốn cái đối tượng hay là bốn cái tập thực thể cần quản lý ở đây. Thứ nhất là loại nhà trọ. Ở đây sẽ mô tả cho chúng ta các cái loại nhà cho thuê trọ. Thứ hai là tập người dùng là thành viên của cái hệ thống, gồm có người đăng tin, người đánh giá hay là người liên hệ cho cái cho một cái nhà trọ đăng ký cho thuê. Rồi thông tin của cái nhà trọ và các cái đánh giá của các cái thành viên về nhà trọ thì sau khi uh, chúng ta quyết định chúng ta lựa chọn các cái đối tượng quản lý của mình là gồm các cái thông tin này rồi á thì mình sẽ đi uh, hiện thực nó bằng một cái sơ đồ thực thể liên kết để chúng ta thấy được là giữa các cái tập thực thể này nó có những cái mối liên hệ nào và căn cứ trên dữ liệu của đề bài chúng ta sẽ có các cái thuộc tính. Ta có các cái thuộc tính cho từng cái bộ dữ liệu của mình à, ở đây đề bài có mô tả cho chúng ta một số các cái thuộc tính và chúng ta phân tích chúng ta tìm thêm coi là mình cần có thêm cái thông tin gì để cho cái hệ thống của mình nó quản lý đủ và đúng với cái yêu cầu đặt ra của cái đề bài thì có rất là nhiều công cụ để chúng ta lên cái sơ đồ thực thể liên kết thì ở đây để hướng dẫn cho chúng ta thì cô chọn à, chúng ta dùng cái diagram.net diagram.net ha à, rồi khi chúng ta mở mới thì chúng ta có cái giao diện như thế này bình thường khi em mở lên thì em sẽ đứng ở zero tức là những cái công cụ đây là những cái công cụ thông dụng nó thuộc về nhiều nhóm khác nhau thì chúng ta vẽ cái sơ đồ thực thể thì chúng ta nên chọn thẳng cái nhóm entity relation à, chọn entity relation thì ở cái nhóm này nó là những cái biểu tượng để dùng cho những cái vẽ những cái tập thực thể và mối liên hệ. Ừ, thì như hồi nãy xác định thì chúng ta có bốn cái tập thực thể. À như vậy thì chúng ta sẽ chọn chọn cái biểu tượng hình chữ nhật hoặc là không có bo góc hoặc là có bo góc để chúng ta thể hiện ra này nó là một tập thực thể của mình, một tập thực thể của mình. Chúng ta mô tả cái tập thực thể đó. Ví dụ như ở đây cô nói cái tập thực thể này nó là loại nhà trọ à, thì chúng ta nhập thông tin cho nó là loại nhà trọ và tương tự như vậy chúng ta có thể copy ra à, là có người dùng người dùng có nhà trọ có nhà trọ và có thêm một cái tập nữa là tập thực thể đánh giá để thực hiện đánh giá trên cái nhà trọ Rồi, à, thì có bốn cái tập thực thể ở đây thì chúng ta sẽ xác định các cái tập thực thể nó có cái mối liên hệ với nhau. À, thì nhà trọ của mình nó sẽ thuộc vào một cái loại nhà trọ cụ thể nào đó, cho nên là giữa hai cái tập thực thể này nó có một cái mối ràng buộc ha. À, thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái relationship, relationship để thể hiện cái mối liên hệ giữa hai cái bảng. À, và cái loại nhà trọ này nó có hoặc là cái nhà trọ này thuộc về cái loại nhà trọ nào à, thì chúng ta mô tả cái tính chất quan hệ ở đây à, ví dụ như là cái nhà trọ này thuộc về cái loại nào hay là cái loại nhà trọ đó um, bao gồm gồm có đi ha gồm có các cái nhà trọ nào và chúng ta sẽ dùng cái sợi dây uh, relation một cái sợi dây liên kết thôi. Để chúng ta kết lại giữa cái tập thực thể này nó được gắn kết với à với cái tập thực thể kia thông qua một cái um, thông qua một cái mối quan hệ mà mình đang mô tả nó là gồm có. Đó, và giữa hai cái tập thực thể này thì cái ràng buộc này nó dựa trên cái bảng số như thế nào Thì chúng ta xem ha Thì một loại nhà trọ như vậy á, Có thể nó có nhiều cái nhà trọ Cùng trong một loại à, Cho nên là ở đây chúng ta sẽ ghi nhận Cái bảng số của nó là N N Tuy nhiên đi theo cái chiều ngược lại Thì mỗi nhà trọ Sẽ thuộc về một loại cụ thể nào đó thôi Thì ở đây chúng ta sẽ có Cái bảng số ở này là số 1 được chưa? Và tương tự như vậy chúng ta sẽ xác định à, người dùng, người dùng thì có mối quan hệ, mối liên hệ đến đâu? Người dùng sẽ là người mà liên hệ cho cái nhà trọ, người dùng có thể là tham gia vào cái quá trình đánh giá, được không ạ? À như vậy thì với cái mối liên hệ người dùng, cô sẽ vẽ, cô sẽ vẽ à, ra một cái à, hình thoi để biểu diễn và một cái hai sợi dây để kết nối nó lại hai sợi dây để kết nối nó lại này mình sẽ kết giữa cái bảng người dùng và cái bảng nhà trọ rồi ngựa giữa người dùng có cái mối ràng buộc liên hệ với đánh giá người dùng tham gia đánh giá à như vậy chúng ta sẽ có cái mối liên hệ giữa người dùng với đánh giá rồi chúng ta sẽ đọc tên cái mối quan hệ đó đọc tên cái mối quan hệ đó à, điền bản số cho cái mối quan hệ đó thì khi em vẽ cái này em nhớ đính nó vô ha để khi mà cô dịch chuyển cái này đi thì cái sợi dây của mình nó cũng sẽ dính theo chứ nó không có bị rớt lại rồi cái nhà trọ được đánh giá à như vậy thì cũng có cái mối liên hệ giữa cái đánh giá với cái bản nhà trọ của mình là bản nhà trọ được đánh giá bởi cái người dùng nào à, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái mối liên hệ giữa đánh giá à, với bản người dùng và với cái bản nhà trọ rồi à, tương tự như vậy một người dùng có thể tham gia nhiều cái đánh giá cho nhiều cái nhà trọ khác nhau à, cho nên chỗ này của mình là n và một cái nhà trọ như vậy một cái à, xin lỗi nha cái một người dùng có thể sở hữu nhiều cái nhà trọ hoặc có thể đứng ra cho thuê nhiều cái nhà trọ à, cho nên chỗ này mối liên hệ của mình là n tuy nhiên mỗi nhà trọ như vậy thì thuộc về của một người hoặc là một người chịu trách nhiệm đứng ra để thực hiện cái để cho cái thông tin liên hệ thôi cho nên cái ràng buộc giữa người dùng uh, sở hữu hoặc là um, sở hữu đi ha cái nhà trọ sở hữu hoặc là chủ của cái nhà trọ thì một người dùng có thể là chủ của nhiều cái nhà trọ nhưng mà mỗi nhà trọ cụ thể thì là thuộc sở hữu của một người dùng thôi muốn ràng buộc chỗ mình chỗ này là một nhiều rồi người dùng thì đánh giá một người dùng có thể thực hiện nhiều cái đánh giá nhiều cái đánh giá và mỗi cái đánh giá cụ thể là của một người mỗi cái đánh giá cụ thể là của một người ràng buộc của chúng ta ở đây là một nhiều như thế này rồi một cái nhà trọ một cái nhà trọ thì có thể có nhiều lần được đánh giá tức là có nhiều thông tin cái nhà trọ trong đánh giá nhưng mà mỗi cái đánh giá cụ thể thì sẽ đánh giá cho một cái nhà trọ chính xác cho một cái nhà trọ nào đó thôi cho mỗi đánh giá mỗi đánh giá là cho một nhà trọ nhưng mà một nhà trọ thì có thể có nhiều đánh giá à, như vậy thì chỗ này chúng ta có là à, tham gia đánh giá, tham gia đánh giá. Còn chỗ này là được đánh giá, hai nhà trọ đó được đánh giá, được đánh giá. À, như vậy thì là ở đây mình đã có đủ các cái ràng buộc, mình đã cũ các cái ràng buộc giữa bốn cái tập thực thể này với nhau rồi. À, chúng ta có thể thêm cho nó những cái thông tin ví dụ như là màu tô màu ha để mà cái màu sắc của nó cái đối tượng của mình mình nhìn thấy nó rõ hơn cái chữ thì mình có thể định dạng cho nó cái sai chữ nè đậm nghiêng gạch dưới nè ví dụ như cô muốn cho cái đối tượng này chữ đậm lên để cho nó dễ nhìn thì mình có thể chọn và mình định dạng nó như thế này cho cái id của mình nó rõ hơn bạn có thể đi tô màu tô màu ví dụ như tập thực thể thì mình muốn nó cùng một màu màu xanh chẳng hạn à, thì chúng ta vẽ ra như thế này được chưa à, đó là chúng ta đã xây dựng được tập thực thể và mối liên hệ giữa các cái tập thực thể với nhau mối liên hệ giữa các cái tập thực thể với nhau thì ở đây chúng ta nhớ à, tập thực thể được vẽ bằng hình chữ nhật các cái mối liên hệ được vẽ bằng hình thoi và mỗi mối liên hệ vậy nó nối hai cái tập thực thể lại với nhau chúng ta đọc tên cái mối quan hệ chúng ta điền cái bảng số tức là số tập thể tham gia trong cái mối quan hệ này à thì chúng ta đọc một loại thì có nhiều nhà trọ chúng ta đánh dấu n mỗi nhà trọ như vậy thuộc về một loại thôi thì chúng ta đánh dấu một và cứ như vậy chúng ta sẽ xác định được hết các cái ràng buộc các cái mối quan hệ và bảng số của từng cái dây quan hệ À, bước tiếp theo là mình dựa trên cái mô tả của đề bài hoặc là trên cái quản lý thực tế chúng ta sẽ xác định coi mỗi tập thực thể như vậy nó có những cái thuộc tính nào để chúng ta đưa vô trong cái lược đồ của mình à, vẽ cho cái thuộc tính thì chúng ta có cái hình thoi để chúng ta vẽ và ở đây chúng ta có hai cái loại mà chúng ta lưu ý ha cái thứ nhất là strip là cái thuộc tính thông thường giáo luật thuộc tính thông thường còn cái thứ hai á, là kia trip là cái thuộc tính khóa thì cái thuộc tính khóa nó khác hơn một chút là nó có cái gạch dưới như thế này gạch dưới như thế này à, vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta biết được là mỗi cái tập thực thể này nó có những cái thuộc tính nào thì như hồi nãy cô nói á, là chúng ta căn cứ lên đây à, thí dụ như cái bảng loại nhà cái bảng loại nhà cái mô tả ở đây nó hơi nó hơi cái nội dung của nó nó không có không đưa ra cái thông tin cụ thể cho mình như ở dưới này dù như bản người dùng thì nó có tên có giới tính có điện thoại như vậy thì em sẽ bóp những cái này ra em làm một cái thuộc tính cụ thể cho nó Như ở bản loại nhà thì chúng ta lưu ý một chút là nó mô tả nó mô tả một cách gọi là cái nội dung của này là cái thông tin chi tiết thông tin chi tiết tức là nó có những cái loại như là chung cư như là nhà riêng như là phòng trọ khép kín thì cái này là dữ liệu chúng ta ta phân biệt ha còn cái này là thuộc tính những cái thông tin chung như thế này là thuộc tính còn nội dung cụ thể như thế này là cái giá trị của một cái thuộc tính à, và như vậy thì để xác định thuộc tính của bản loại nhà thì mình có cái loại nè cái này là loại nè thì cô sẽ đặt nó là tên loại nhà tên loại nhà tên loại thứ nhất là căn hộ chung cư tên loại thứ hai là nhà riêng là phòng trọ vân vân và để dễ quản lý á thì thông thường mỗi cái bảng như vậy mỗi cái thông tin như vậy nó có cái mã số để quản lý à, cho nên là khi thiết kế cái bảng loại nhà cô sẽ có hai cái trường dữ liệu hay là hai thuộc tính á là mã loại nhà và tên loại nhà được không ạ và trong đó mã loại nhà là cái trường khóa chính à, như vậy thì khi chúng ta vẽ lên đây thì chỗ này là cái kia trip là cái thuộc tính khóa thì chúng ta có cái mã loại nhà và cái thuộc tính còn lại của chúng ta là tên loại nhà, tên loại nhà. À, chúng ta có thể đánh dấu cho nó dễ nhìn hơn nữa bằng cách là gì? Chọc này đậm lên. À nhìn vô thấy ngay cái thuộc tính này là thuộc tính khóa. Và thuộc tính này của cái tập thực thể nào thì chúng ta lại nối, à, kết nối nó lại, kết nối nó lại với cái tập thực thể đó. Cái này là của bảng loại nhà cho nên cô sẽ vẽ nối cái tập thực thể à, xin lỗi cái tập thực thể loại nhà với hai cái thuộc tính này với hai cái thuộc tính này được chưa à, như vậy thì mình xong được cái thiết kế gọi là thuộc tính cho cái tập thực thể loại nhà và tương tự như vậy em sẽ thiết kế được thuộc tính cho tập thực thể người dùng cho nhà trọ cho đánh giá thì ở cái bảng người dùng ở cái bảng người dùng nó có gần hầu như là đầy đủ cái thông tin, đầy đủ cái thông tin của một người dùng. Tuy nhiên để thuận tiện cho cái việc quản lý thì chúng ta sẽ bổ sung thêm cái mã người dùng. Ta bổ sung thêm cái mã người dùng. Ở nhà trọ cũng vậy. Cái loại hình nhà trọ cho thuê này nó là cái mã loại của cái bảng loại nhà. Tuy nhiên chúng ta có thể đặt tên tùy thích ha. Đặt tên tùy thích không nhất thiết là phải giống nhau rồi chúng ta sẽ bổ sung thêm cái thông tin mã nhà trọ cho cái việc quản lý của mình nó thuận tiện nè rồi chỗ này là người liên hệ này là một trong những một trong những dữ liệu của cái bản người dùng và cuối cùng là cái bản đánh giá bản đánh giá thì ở đây chúng ta có người đánh giá nhà trọ hình thức đánh giá và nội dung đánh giá thì um, ở đây thông tin cơ bản nó như thế này nếu mà cô chỉ dùng như thế này thì cô sẽ xác định là cái bộ khóa chính của mình là mã người đánh giá và mã nhà trọ đúng không ạ và khi chúng ta xác định như vậy thì một người chỉ được đánh giá cho một cái nhà trọ một lần thôi một lần thôi được không còn đặt trong trường hợp nếu bạn thiết kế mà được phép đánh giá cho cái nhà trọ đó nhiều lần thì chúng ta lại bổ sung thêm một cái trường gọi là mã đánh giá hay là một cái trường kỳ đặt tên gì đó thì lúc đó hai cái ràng buộc uh, hai cái trường dữ liệu này nó chỉ là ràng buộc khóa ngoại thôi mà nó không tham gia khóa chính như vậy thì không có ràng buộc là mỗi người với mỗi cái nhà trọ chỉ đánh giá một lần thì tùy theo cái hệ thống mình quản lý như thế nào mà chúng ta sẽ lựa chọn và ở đây cô đang thiết kế là mỗi người đánh giá một lần cho nên là cái bảng đánh giá của cô các bạn đánh giá của cô ở đây ha Thì khi của cô là mã đánh giá Và mã, xin lỗi Người đánh giá và mã nhà trọ à, Cái kia của cô ở đây Là người đánh giá và mã nhà trọ Và khi mà vẽ đầy đủ Đưa vô đầy đủ các cái thuộc tính Thì chúng ta có cái lược đồ IAD Hoàn chỉnh như thế này Lược đồ IAD hoàn chỉnh như thế này à, Sau đó chúng ta sẽ đưa Cái lược đồ này về Cái bản báo cáo của mình Bằng cách thuận tiện nhất là em cái này lại ở cái định dạng hình ảnh định dạng là editable bitmap image à, cái kiểu của nó là png à, ví dụ như cô đã lưu nó ở đây nè thì như vậy á trên cái báo cáo của mình trên cái báo cáo của mình để mình đưa cái sơ đồ thực thể liên kết vô đây thì chúng ta chỉ việc insert picture insert picture chúng ta lấy cái ảnh đó chúng ta chèn vào chúng ta lấy cái ảnh đó chúng ta chèn vào à, xin lỗi cô chèn nhầm cái này nè à, cái này là cái mình mới gõ hả chúng ta sẽ lưu lại ha lưu lại cái cái nội dung này cái này cô file cô save cho nó nhà trọ à, cô thêm một cái gạch nối cho nó khác đi ha tại vì cô mở cùng một cái cho nên nó lưu cái cô mới vẽ và cô muốn lấy cái ảnh này thì sao Hoàng nhà hình như hai trang insert picture nó luôn lấy cái ảnh mình đặt ở cái trang trước cho nên là cô sẽ đưa cái này ra, cô delete cái này đi bạn ha. Cô delete cái trang này đi để nó không có làm rồi cô dùng cái cái ảnh này luôn, sao nó lại. Sao nó lại và mình chuyển nó lên nè. Đó, thì cái ID của mình nó như thế này. ID của mình nó như thế này, em điều chỉnh cho nó để nó nó nằm trên cái trang này nó không có bị nhảy qua cái trang kế tiếp ha, nó không bị nhảy qua cái trang kế tiếp à, và cố định dạng lại nó một chút như vậy. À như vậy thì chúng ta có được cái sơ đồ thực thể liên kết dựa trên các cái thông tin, các cái đối tượng cần quản lý mà mình đã chọn lựa, mình đã thiết kế được, mình tìm được ở phía trên rồi từ cái sơ đồ thực thể liên kết chúng ta mới lên được một cái gọi là cái lược đồ cơ sở dữ liệu sau cái chuẩn hóa chuẩn hóa à, chuẩn hóa tức là đưa đến cái một cái cơ sở dữ liệu đủ đúng không có trùng lắp không tin hay là không có bị mâu thuẫn thì được gọi là đạt dạng chuẩn thì đây là các cái bảng mà nó được lấy ra từ các cái trường dữ liệu cũng như cái tập thực thể ở đây À, mình chỉ có cái ràng buộc một nhiều cho nên ở đây mình có bốn cái tập thực thể thì chúng ta có bốn cái quan hệ hay là bốn cái bảng như thế này. À khoa chính chúng ta thể hiện lại và đây là các bảng và các trường dữ liệu cơ bản. Chúng ta có thể thiết kế à, bổ sung thêm, mở rộng, tắt gì đó vân vân nhưng mà phải đảm bảo là nó đáp ứng được cái yêu cầu bài toán về tính đúng đắn, về độ lớn à, trong cái giới hạn môn học của mình thôi. Và nếu như bạn có thay đổi thì tốt nhất là chúng ta sẽ confirm lại với giảng viên của mình để coi là như vậy có phù hợp hay chưa nha. Và rất khuyến khích cái việc là chúng ta suy nghĩ thêm để coi là mình có bổ sung thêm cái gì không, mình có tách chỉnh cái gì hay không. ở những trường hợp như vậy sẽ được đánh giá cao và nó là một cái tiêu chí để chúng ta có cái phần điểm cộng cho cái bài assignment của mình và yêu cầu khi chúng ta thiết kế cái cơ sở dữ liệu thì nó có một số cái tiêu chí phải theo đó là đầy đủ các liên kết à, khi đưa ra dữ liệu thì các trường dữ liệu phải phù hợp nè à, gõ được dấu tiếng việt ràng buộc check ràng buộc null not null thì cái việc này khi mà chúng ta xác định ta xác định cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sẽ cài đặt cho cái cơ sở dữ liệu của mình thì chúng ta sẽ phải tính à, phải phải đưa ra cái kiểu dữ liệu cho phù hợp thì ở đây cô có một cái gợi ý à, cho các cái bảng được thiết kế mà dùng cho cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server à, mô tả lại mô tả lại dưới cái hình thức bảng như thế này một cột là tên trường kiểu dữ liệu các cái ràng buộc nếu có và mô tả một chút cho nó rõ hơn cái tên trường mà mình dùng ở đằng trước ha và nhắc lại là ở đây là một cái gợi ý thôi và chúng ta có thể dùng các cái kiểu dữ liệu khác ví dụ như em không muốn mã loại nhạc kiểu dữ liệu là in thì em có thể dùng cha và cha tùy thích ha tùy theo là mình thấy như nào thì nó phù hợp với cái dữ liệu của mình và lần lượt như vậy chúng ta sẽ thiết kế hết bốn cái bảng bốn cái bảng và có những cái trường mình có cái ràng buộc check lấy ví dụ như diện tích phòng À, ngoài cái trường ngoài cái điều kiện diện tích tích lớn bằng không thì có bạn phản biện là nếu mà một cái phòng trọ mà bé quá thì không thể đúng không Thí dụ như là phải lớn hoặc bằng thứ nhất là ít nhất là phải ví dụ như 8 mét vuông chẳng hạn hình dung được không ạ à? à vậy thì chúng ta có những cái trường mà có cái ràng buộc chất để chúng ta giới hạn cái giá trị đưa vào cho nó phù hợp với cái thực tế rồi sau khi chúng ta có được các cái bảng mô tả một cách cụ thể chi tiết như thế này rồi chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái cơ sở dữ liệu của mình trên web server. Mình sẽ đi đạo tạo database, mình tạo các cái table trên các cái table thì em có thể tạo các cái ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc check vân vân. Và sau khi tạo xong các cái table thì mình sẽ tạo cái diagram của cái cơ sở dữ liệu đó trên SQL server thì hướng dẫn sơ lại cái này một chút xíu những cái này chúng ta đã được xây dựng được làm ở cái môn cơ sở dữ liệu trên cái môi trường là MySQL thì thật ra trên SQL Server thì cú pháp của nó nó cũng tương tự nó chỉ có một vài điểm khác biệt thôi à thì khi chúng ta làm một cái cốt nào đó thì chúng ta nên nên có những cái thông tin chung ở trên này à, thông tin về cái à, cá nhân của mình về cái bài này của mình là về cái gì về cái thời gian ha, gọi là cái thông tin chung à, để mai mốt hoặc là để ai đó đọc cái strip của mình thì có được cái thông tin này để mà nắm được à, là cái cái nội dung ở đây là cái gì à, do ai làm vào cái thời điểm nào được không ạ rồi sau đó chúng ta mới đi à, tạo cái cơ sở dữ liệu tạo database tạo database thì những cái lệnh này nếu bạn nào quên thì chúng ta xem lại những cái bài học trên cái môn cơ sở dữ liệu của mình à, ví dụ như ở đây để tạo database thì mình create database rồi mình đặt cho nó một cái tên ví dụ ví dụ như quản lý nhà trọ thì khi bạn làm bài kiến nghị là chúng ta có cái mã sinh viên của mình BS gì gì đó ở đây để chúng ta phân biệt được cái cơ sở dữ liệu của từng cá nhân cụ thể và SQL Server thì em không phải chấm phẩy đâu ha à, chúng ta go để chúng ta tắt cái khối lệnh là được à, và khi chúng ta tạo thì chúng ta nên có những cái comment những cái chú thích như thế này thứ nhất là code của mình rất là dễ đọc thứ hai là um, khi mình xem lại thì mình biết à chỗ đó mình làm cái gì hoặc là người khác xem cũng biết được ở à, ý đồ chỗ mình của mình chỗ đó nó là cái gì, được không ạ? Rồi, um, như vậy thì sau khi đã tạo database thì mình có cái lệnh kế tiếp là mình view cái database. View cái cơ sở dữ liệu mà mình vừa mới tạo. Ví dụ như cô tạo cái quản lý nhà trọ thì cô view cái cái sinh viên quản lý nhà trọ như thế này. À nó gạch đỏ tức là nó cảnh báo cho em là cái cái này chưa được tạo nè. Cho nên là không thể view được nè được mà không, không sao chút nữa mình, mình skill cái này thì mình sẽ nhiều được rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ có những cái uh, những cái câu lệnh mình đi tạo các cái table tạo các cái table à, tạo lần lượt các cái table của mình theo cái thiết kế mà mình đã xây dựng nó trên cái bảng này rồi nè nó gồm có tên table là gì các cái cột, các cái trường dữ liệu, kiểu dữ liệu có ràng buộc gì hay không. Và lần lượt em sẽ tạo hết bốn cái bảng như vậy. Thì ở đây để không mất thời gian nhiều của mình thì cô đã có, cô đã có cái cái file này rồi nè. Thì chỗ này cô mô tả, cái này là cái bài mà cô viết lệnh để tạo cái cơ sở dữ liệu quản lý nhà trọ để demo hướng dẫn cho các bạn thực hiện assignment của cái môn COM2034. À, ngày thực hiện ngày cập nhật cuối cùng mới nhất sau này ha và người thực hiện cô đi tạo cái database thì cái này là cái cơ sở dữ liệu của cô nè à, có thể là em sẽ chạy lần lượt hoặc là em chọn à, hoặc là em chạy hết thì tùy theo mỗi cái bài toán của mình ở đây mình skill mình tạo thì nếu như mà chỗ này của cô nó nói như thế này tức là cái cơ sở dữ liệu của cô đã có yêu cầu chúng ta chọn một cái tên khác ví dụ như à, chỗ này cô thêm cái là demo asm assignment à, ha thì đương nhiên ở dưới này của cô khi cô view cô cũng phải có cái này còn có cái này ha tiếp giờ cô create lại rồi ok nó báo success. Vậy sau khi nó báo success thì mình check lại bên này coi. Mình đứng ở database nha, mình refresh ha. Mình phải nhìn thấy nó nha em, mình phải nhìn thấy nó. Ví dụ như hồi nãy cô có cái quản lý nhà trọ demo rồi nè. Cho nên là cô tạo lại, cô tạo không được. Nhưng mà sau khi cô sửa cái tên nó lại thành một cái tên chưa có thì cô sẽ tạo được nó nè. Và để ý là khi mình view thì cái cơ sở dữ liệu đó nó sẽ xuất hiện ở đây Thì mình mới làm được với cái cơ sở dữ liệu này nha Chạy cái lệnh view à, Và lúc này là cái demo arm nó ở chỗ này nè Được không ạ à, Và phía dưới này cô có các cái lệnh tạo bản Cô có các cái lệnh tạo bản Đầu tiên là cô đi tạo cái table loại nhà Cô khai báo các cái trường dữ liệu của nó Và vì ở này cô dùng in, cô dùng identity thì là cô khai báo như thế này còn bạn không identity thì bạn bỏ ha rồi bạn không có dùng kiểu dữ liệu in bạn dùng kiểu varchar thì bạn sẽ thay thế Đó, thay thế rồi ở đây cô khai báo cái khóa chính tại chỗ này luôn khóa chính tại này luôn nó là một cấp hay là khi tạo cái bảng người dùng nè cô không khai báo khóa chính trên cái cửa trường mã người dùng mà cô xuống đây cô add một cái constraint cô khai báo một cái constraint cô đặt cho nó cái tên và cô nói khóa chính là mã người dùng thì cái cách này em sẽ dùng được khi mà nhiều hơn một trường tham gia khóa chính, nhiều hơn một trường tham gia khóa chính thì không thể nào, mình nói chỗ này primary key mình xuống đây mình nói thêm lần nữa là không được. Một bảng của mình chỉ có một khóa chính thôi. À, cho nên ta nên dùng cách này. Và khi nó nhiều hơn một trường khóa chính thì chỗ này mình cứ liệt kê. Lấy ví dụ, lấy ví dụ như cái bảng đánh giá của cô nó nhiều hơn một trường khóa chính thì lúc đó Cô khai báo các primary key của mình là người dùng, người đánh giá và mã nhà trọ như thế này. Rồi. rồi mình sẽ khai báo lần lượt các cái trường khóa ngoại và mình khai báo cái điều kiện check nếu có. Ví dụ như trong trường hợp này cô có cái check cho cái diện tích lớn hơn không, cô có cái check cho giá phòng lớn hơn không. Được không ạ? À, khai báo luôn cho cái bảng đánh giá. À, thì tới lúc mà chúng ta tạo được xong các cái bảng như thế này á, thì chúng ta đi tạo được cái diagram cho nó. Thế bây giờ giả sử như cô có cái quản lý nhà trọ demo ở đây cô có cái bảng nào chưa? Chưa Có đúng không? À, OK, cô sẽ skill, cô skill trên cái cơ sở dữ liệu quản lý nhà trọ demo. Tức là cô view lại cái này nha. Như lại cái này rồi cô thực hiện các cái câu lệnh tạo bản và cô thực hiện luôn từ cái loại đến người dùng đến nhà trọ đến đánh giá à, thực hiện đến đây luôn xq xin lỗi nha nó có cái bảng nào đến dòng này thì cô chưa sửa hết vậy 39 dòng 39 à chỗ này của cô cái bảng của cô nó bị sai cái tên nè dòng bao nhiêu nữa dòng 39 dòng 59 à gì cái dòng 39 nó tạo không được cho nên cái dòng 59 nó báo lỗi thôi à, mình refresh lại thì ở đây cô có được loại nhà với người dùng cô sẽ kêu thêm cái bảng nhà trọ cô ít kêu thêm cái bảng nhà trọ và bảng đánh giá được hả? à như vậy thì reset lại cô sẽ thấy cô có đủ bốn cái bảng này rồi. Bước tiếp theo cô sẽ đi tạo cái diagram. Diagram thì database diagram mình new, nó hỏi gì đó chọn Z ha. Mình add cả bốn cái bảng này vô. Add cả bốn cái bảng này vô. Rồi mình close mình đóng cái hộp thoại này lại. À, vì khi mình tạo bảng mình có khóa ngoại, mình có khóa ngoại cho nên các cái bảng nó có cái mối liên kết với nhau như thế này. À, nhiều bạn uh, cứ để như vậy đưa vô luôn thì cũng được. Tức là mình vẫn nhìn thấy được mối liên hệ giữa các cái bảng. Nhưng mà để rõ ràng hơn thì chúng ta nên điều chỉnh một chút. Điều chỉnh như thế nào? Cô sẽ điều chỉnh cái sợi dây này, cái chìa khóa đúng ngay chỗ cái chìa khóa nè. Cái mã loại nhà này nó ràng buộc với cái bảng nhà trọ thông qua cái trường nào thì mình sẽ đặt đúng cái chỗ đó luôn à như vậy thì nhìn trên cái lưu đồ này mình thấy được à giữa hai cái bảng này nó liên kết với nhau qua cái mã loại nhà bạn hình dung được mà tương tự như vậy chỗ này là em cứ lấy cái chìa khóa thì nó sẽ nằm đúng cái trường khóa chính ở đây tức là mã người dùng và bên này tương ứng là người đánh giá tương tự như vậy chỗ này mã nhà trọ đừng có để hai cái dây nó chồng lên nhau nha mã nhà trọ và chỗ này là mã nhà trọ khóa ngoại, à, chỗ này là mã người dùng và chỗ này là người đăng tin, người liên hệ. Đó, được mà. À, thì nhìn vô cái um, cái sơ đồ của mình, cái lượt đồ của mình Cô thấy được à, luôn cái này em đi qua tới đây nè, cái này nó đi qua cái này nó tham chiếu tới cái này nè. đó thì nó rõ ràng hơn là mình mình xuất cái lưu đồ, cái lượt đồ mà nó nó chỉ có cái mối liên hệ rồi sau đó mình sẽ đưa cái này mình lưu lại và mình chụp cái ảnh này mình đưa vô trong cái file báo cáo của mình à, đưa trong cái file báo cáo của mình và mình có cái lưu đồ như thế này ví dụ này là một cái lưu đồ mà cô đã đưa lên trước đó cái đa ram của cái cơ sở dữ liệu hồi nãy rồi bước tiếp theo của mình đó là mình sẽ đi nhập dữ liệu nhập dữ liệu thì bạn sẽ tìm cái bộ dữ liệu mẫu mình sẽ tập tìm dữ liệu từ thực tế ha mình lên những trang mạng mình search để mình lấy coi thông tin nhà trọ mình mình lấy thông tin người dùng mình mình điền thông tin loại nhà rồi mình điền đánh giá ha và yêu cầu của cái bộ dữ liệu mẫu của mình đó là cái bản loại nhà ít nhất phải 3 dòng và các bản còn lại tối thiểu là 10 dòng 10 mẫu tin và khi nhập dữ liệu thì em lưu ý là nếu hai bản mà nó có cái ràng buộc khóa ngoại với nhau á thì em phải nhập ở cái bản tham chiếu tức là bạn có chứa khóa chính trước rồi mới nhập được dữ liệu cho bản khóa ngoại sau thí dụ giữa loại nhà với nhà cô có cái ràng buộc tham chiếu khóa ngoại thì cô phải nhập loại nhà trước rồi sau đó cô mới nhập được nhà trọ tại vì khi chúng ta nhập nó sẽ kiểm tra coi cái loại này có thuộc trong cái danh sách các loại nhà ở đây hay không và tương tự như vậy thì cái bảng đánh giá sẽ là cái bảng mà nhập sau cùng hết, nhập sau cùng hết, được không ạ? Và sau khi mình nhập dữ liệu thì mình sẽ trình bày kết quả của mình trong cái báo cáo ở cái phần số 2, tức là cái phần về bộ dữ liệu mẫu ha. Chúng ta chụp cái giao diện mình cốt để cho thấy là cái dữ liệu à mình đã insert vào các cái cái bảng trong cái cơ sở dữ liệu như mình như thế nào. Như vậy là mình hoàn thành được yêu cầu 1, yêu cầu 2 của assignment môn Com 2034. Và đó là cái yêu cầu ở giai đoạn 1 mình phải uh, thực hiện. xong uh, giai đoạn 1 chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần yêu cầu về chức năng uh, khi chúng ta học viết các cái Store procedure, viết function rồi tạo view vân vân. Thì là hẹn gặp lại các bạn ở cái uh, cái video sau cô sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta về à, cái môn COM 2034 ở các cái yêu cầu xử lý trên cái giai đoạn 2. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.